Trận đấu giữa hai đội Olympic Việt Nam và Olympic Saudi Arabia sẽ diễn ra lúc 18:30 tối nay 24 tháng 9, theo giờ Việt Nam, trên sân Linping Sports Center ở Hàng Châu, Trung Quốc. Dân Trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này. So với Olympic Việt Nam, Olympic Saudi Arabia được đánh giá cao hơn hẳn. Đội bóng xứ Ả Rập đến từ nền bóng đá có chất lượng cao hơn hẳn nền bóng đá Việt Nam. Ở các cuộc đụng độ giữa hai đội, các đội bóng Saudi Arabia ở mọi cấp độ luôn chiếm ưu thế. Gần nhất, tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, Saudi Arabia đánh bại đội tuyển Việt Nam trong cả hai lượt trận 3-1 tại Riyadh, Saudi Arabia và 1-0 trên sân Mỹ Đình. Olympic Saudi Arabia là một trong các ứng cử viên nặng ký cho bộ huy chương vàng nội dung bóng đá ASEAN 19. Khác với các nền bóng đá khác thuộc khu vực Tây Á, Saudi Arabia là đối thủ mà các đại diện của bóng đá Việt Nam ít khi tạo được bất ngờ. Nguyên nhân là vì Saudi Arabia khác hẳn các đội bóng còn lại cùng khu vực. Các đội bóng Việt Nam thường gây bất ngờ trước các đại diện của Tây Á nhờ chúng ta hơn họ ý thức tổ chức kỷ luật, tính tự giác và khâu vận hành đội hình. Nhưng Saudi Arabia là nền bóng đá thuộc vào loại có kỷ luật chiến thuật tốt như Tây Á. Đấy chính là lý do dù chỉ phải đối diện với đối thủ dưới cơ như Olympic Việt Nam, nhưng truyền thông Saudi Arabia trước trận đấu vẫn khá khiêm tốn. Tờ Saudi Gazette viết, Saudi Arabia sẽ gặp Olympic Việt Nam trong trận đấu vào ngày Chủ nhật, 24/9. Olympic Saudi Arabia đang đến gần với tấm vé vào vòng 1/8. Olympic Saudi Arabia khởi đầu nội dung bóng đá Nam ASEAN 19 chỉ bằng trận hòa không bàn thắng với Iran. Phải đến trận đấu thứ hai gặp Olympic Mông Cổ, đội mới giành được kết quả khả quan hơn, thắng 3-0.